Alo, xin kính chào các bạn vị. Hiện tại mình đang có mặt tại sự kiện ra mắt chiếc Samsung Galaxy S20 Ultra. Và mình may mắn có ở đây thì nó sẽ có hai màu. Một là màu đen, nó đen hết, và hai là cái màu nó hơi xám ghi kiểu như thế này. Tất nhiên nó là mặt kính để bám mồ hôi dấu vân tay. Cái cảm nhận đầu tiên của mình là cụm camera nó khủng quá các bạn ạ. Vãi trưởng thật. Mother of God, nó to vãi nhìn mọi người này. Ui, khủng bố thật, nó chiếm gần nửa cái mặt lưng của chiếc Galaxy S20 Ultra. Để cho anh em hình dung như nào thì đây là cụm camera trên con S10 Plus này. Quá bé và nhỏ nhắn so với con S20 Ultra. Cái mặt lưng của nó là kính cường lực Gorilla Glass thế hệ thứ 6, và cũng đồng thời là mặt trước là tương tự như nhau nhá. Màn hình này nếu các bạn hỏi thì nó có cong, nhưng cong ít lắm, có cảm giác như kiểu là không cong luôn. Nếu các bạn nhìn ở đây thì sẽ thấy cái ánh sáng hắt vào không đó. Chứ còn thực ra khi cầm trông chả khác gì, nó không cong này. Rất là ít luôn, quá ít cong ở đây, và có lẽ điều đấy hợp lý bởi vì lúc đó giá màn hình và mọi thứ thì các bạn mua phụ kiện dễ hơn nhiều. Tất nhiên nó vẫn sẽ có màn hình đục lỗ như thế này. So với cái màn hình trước đây của con S10 Plus ha, thì cái màn hình của S10 Plus nó sẽ như này, thì tất nhiên là màn hình đục lỗ trên Note 10 đã thành công nên họ sẽ áp dụng trên cái con S20 Ultra sẽ hợp lý hơn. Rồi, màn hình của nó sẽ kích thước là tận là 6,9 inch nha các bạn, kích thước rất là lớn. 6,9 inch, độ phân giải của nó là 2K. Và tất nhiên đây là màn hình có hỗ trợ tần số là 120Hz cho bạn vào phần cài đặt này. Ta sẽ có tùy chỉnh là 120Hz. Tuy nhiên có một cái là cái 120Hz này của nó thì lại sẽ không có hỗ trợ được, đó là ở độ phân giải cao. Nhưng bạn nhìn thấy đây, nó chỉ hỗ trợ đây là 60Hz thôi. Và các bạn muốn nâng được lên á, các bạn phải giảm xuống độ phân giải của nó là Full HD nha. Ok, các bạn sẽ quay trở lại cái phần này thì các bạn sẽ chỉnh lên được 120Hz. Và Samsung đã có cẩn thận là ghi cho chúng ta là cái sự khác biệt giữa 120Hz và 60Hz như nào. Cái chiếc điện thoại này cũng cao cấp hơn so với những chiếc Galaxy S cũ, đó là viền của nó làm từ thép không rỉ, stainless steel, chứ thay vì là làm bằng nhôm. Như vậy là nó sẽ tương tự với những mẫu iPhone như các bạn thấy gần đây là đều dùng thép không rỉ rồi. Đó, nên nó sẽ cao cấp hơn, đẹp bóng bẩy hơn. Ở đây nếu mà so thì nó không khác biệt nhiều lắm. Và các bạn phải nhìn thực tế ngoài đời, và nó rất cứng và cực kỳ là đầm tay. Bên dưới thì nó là loại bỏ đi ra cắm tai nghe 3.5mm rồi. Và các bạn sẽ thấy và các bạn sẽ có cổng sạc, và sạc của nó hỗ trợ là 45W, tức nghĩa là tương tự với Note 10 Plus. Loa ngoài và tất nhiên là hỗ trợ loa kép cho chúng ta để có thể nghe nhạc, xem phim, chơi game. Ở cái phần này thì các bạn sẽ không thấy cái gì hết, và mình nghĩ là nó sử dụng cái loa là bên trong màn hình. Bởi vì nếu mà so với con S10 Plus á, là các bạn vẫn sẽ nhìn thấy loa, đúng không? Nhưng mà cái con này sẽ không có nhìn thấy loa, nên khả năng là loa nó sẽ nằm ẩn ở bên dưới cái phần màn hình, hoặc là cái cạnh này. Cái đấy thì đợi mình sẽ kiểm tra và chia sẻ các bạn kỹ hơn về sau khi mà mình có máy nhá. Về cấu hình thì sẽ có cho chúng ta là về cấu hình của máy thì sử dụng lên tới tận là 12GB RAM. Và tất nhiên nữa là nó sẽ sử dụng cho chúng ta như là con chip là Snapdragon là 865 hoặc là con Exynos 990. Chưa biết ở Việt Nam sẽ bán phiên bản nào. Và với cái giá bán những cái thứ khác thì mình sẽ để phần bên dưới cho các bạn tham khảo. Một số đơn vị đặt hàng con này là tận 31.990.000. Tuy nhiên thì sẽ còn có trừ phiếu mua hàng lên đến 1,5 triệu đồng tặng Galaxy Buds Plus thế hệ mới. Và mình sẽ để link mô tả cho bạn nào muốn đặt mua cái chiếc điện thoại này ở phần bên dưới nhé. Và tham khảo xem cụ thể giá nó sẽ ra sao nếu mà về Việt Nam ta, nếu có thay đổi hay không. Rồi, về cái sản phẩm của chúng ta thì cái camera của nó khủng khiếp nhất trong bộ ba này là tại vì nó tận là 100 megapixel. Camera của nó là 108 megapixel, và các bạn thấy là nó sử dụng cái hệ thống ống kính gọi là tàu ngầm ấy đó. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái chức năng gọi là single check. Với chức năng single check này, khi bạn bấm mà chụp hoặc quay một cái, nó sẽ tự động tìm các gương mặt này, nó chụp này, và nó sử dụng rất nhiều các cái chế độ, và các bạn chỉ việc lia qua lia lại một cái. Rồi sau khi xong rồi, các bạn sẽ có một cái kết quả khá là thú vị đây. Thì nó sẽ có tổng cộng là cho chúng ta là bao gồm hình ảnh video liên tục, như là ảnh tua nhanh này, ảnh chế độ đen trắng này đó, và video rồi ống kính góc rộng. Đây các bạn nhìn thấy đây, rất nhiều cái hình ảnh với chế độ là single check, bấm một lần thôi nhưng tận dụng được tất cả các camera, bao gồm cả chế độ chụp ảnh chân dung. Và nếu tìm thấy gương mặt thì nó sẽ ra được ảnh chụp xóa phông cho chúng ta. Camera này của nó hỗ trợ zoom, và khi bạn bấm vào cái zoom bình thường là nó như thế này, đúng không? Nhưng mà trên phiên bản này thì nó sẽ có ra những công tắc ở đây, 4x này, 10x, 30x và lên đến 100x. Wow, các bạn nhìn thấy nó zoom lên tận cái bàn của chúng ta khá là rõ như thế này, rất là ấn tượng, đúng không? Đó, bình thường mắt mình thì chưa nhìn thấy cái này đâu, ai ngờ zoom một phát thì nó sẽ ra rõ những cái đường kẻ ở trên bàn luôn, bá đạo phết. Pin của máy thì không làm chúng ta cảm thấy buồn bởi vì nó tận là 5000 mAh. Vâng, cái này thì mình cầm nãy giờ mình mỏi tay rồi. Ê, pin dung lượng lớn quá, 5000 mAh. Và chắc chắn đây sẽ là một chiếc điện thoại dành cho những ai mà muốn quay phim chụp hình đỉnh nhất,
Về những cái tính năng camera, mình sẽ có một video riêng anh em theo dõi về top 5 cái tính năng camera sẽ giúp cho chiếc điện thoại này cực kỳ bá cháy. Và anh em nghĩ sao? Với mức giá hiện tại như một số đơn vị đang dự kiến đặt hàng con này là 31.990.000, nó hợp lý hay không? Và đây là sẽ kèm với lại là quà tặng bớt thế hệ mới và phiếu mua hàng. Mình sẽ lấy link mô tả bên dưới mọi người tham khảo để mua nhé. Và hẹn lại anh em cho các video sắp tới.